các loại gậy đánh kiểu gì, cú đánh như thế này nó gọi tên là cú gì, ghi điểm ra sao thì mới nói chuyện với người ta được, đúng không ạ? Bây giờ đến bán đồ cho người chơi gôn, thế hỏi thế nói chuyện gì bây giờ? Lại hỏi con anh ở nhà có khỏe không ạ? À? Nó có buồn tiếp không? Mình phải nói chuyện khôn đúng không ạ? Anh đánh được bao lâu rồi, anh đánh hố như thế nào? Đấy, anh đã tham dự giải gì rồi, kiểu như thế. Nghề sale mà. Nghề sale là cái nghề như thế đấy. Các bạn nhớ cái môn này, các bạn đang học cái môn này. Tức là môn bốc phét ra tiền đấy. Nói vui đấy thôi, nhưng thực ra là nó có kỹ năng hết cả. Tiếp tục, khách hàng là thượng đế không sai nhá. Rồi, luôn luôn phải hiểu điều này. Thứ ba là khách hàng là người nuôi sống chúng ta. Ok nhá, phải nhớ điều đấy, khách hàng là người nuôi sống chúng ta, không phải cái thằng chủ trả lương đâu, mà là cái thằng khách. Nếu bán được cho thằng khách doanh số cao, thằng chủ nó quý em chết thôi. Còn em không bán được thì nó đẩy em ra ngoài đường, đồng ý chưa? Còn nếu mà em bán khủng khiếp, em quyết định sự sống còn của doanh nghiệp đấy, thì thực ra em cũng không thua thằng chủ là mấy đâu. Có một câu chuyện mà anh bạn tôi kể, cũng làm cái làm cám, anh ấy kể, bạn của anh ấy là giám đốc kinh doanh của một cái nhà máy sản xuất cám. Tức là anh chủ cái nhà máy cám ấy, không phải là cái nhà máy mà tôi kể là chồng chị kia đâu, mà một cái nhà máy khác. Thì anh ấy kể là, tức là ví dụ anh ấy mua một cái căn biệt thự ở Eco Park, nó chừng mười mấy tỷ thôi. Đấy. Ừ. Eco Park, anh ấy bảo với anh kia là chứ anh chủ nhà máy, anh bảo với anh giám đốc kinh doanh là em có thích căn nào anh mua tặng em một căn. Đấy, kiểu như thế, anh ấy đi mua xe hơi anh đi. Anh ấy mua một con Mercedes S500, các bạn biết nó phải 5-6 tỷ. Đấy, và anh ấy đi khoảng 1 tháng, anh bảo thôi anh chán rồi anh cho em. Thực ra đấy là cái cớ để người ta tặng, người ta giữ, bởi vì tất cả doanh số của nhà máy một tay anh ấy làm ra. Một năm là mấy trăm tỷ, một năm là nghìn tỷ, là một tay ông làm ra. Lương, tôi nói các bạn nghe là lương không thể tưởng tượng được luôn. Lương cứng là tính bằng tiền trăm triệu một tháng. Còn thưởng thì toàn thưởng một năm lương. Quá mệt với cái loại đấy đúng không ạ? Thưởng toàn thưởng một năm lương luôn. Anh đi S500 là em phải đi S500, thế thì nó mới là anh em. Tôi là đến nỗi mà tất cả các đối thủ nha đều giận ông đấy về mà không giận nổi. Không giận nổi luôn. Nó đãi ngộ người tài như thế. Thì mình bảo thực ra mình cũng không thích đi làm giảng viên, nếu mà thằng nào mà nó đãi ngộ mình bằng một nửa thế thôi thì mình cũng làm ngay bán cám được. Bán gã được. Bán bánh mì được đúng không? Nó chỉ cần đãi ngộ bằng nửa thế thôi. Thôi 1/3 nhỉ. Lương cứng 300 triệu một tháng. Thưởng người ta thưởng một năm lương. Sau này anh mua nhà ở đây, tiện hai anh em mình là hàng xóm luôn. Mua luôn 2 căn tặng chú 1 căn. Có đấy nhá, có đấy. Hiện nay những doanh nghiệp lớn họ làm như thế. Rồi, việc bán hàng sẽ chỉ bắt đầu khi khách hàng từ chối. Thông điệp này rất hay nhá. Thông điệp này nhiều bạn là không được biết đâu. Không được hiểu đâu. Nếu mà thuyết phục ông Quang này chẳng hạn, mua hàng của anh mà ui cứ chối đây đẩy, thì lúc đấy mới biết là mình bắt đầu bán hàng. Tại vì sao? Khi khách hàng họ thể hiện sự từ chối, mình đã biết là cái thứ mà mình đang chào là không hợp với họ, và mình sẽ tìm cái thứ phù hợp với họ để chào. Được chưa ạ? Thí dụ như nếu mà các bạn làm bán hàng siêu thị, thế thì cái áo này bạn không bán được thì bạn chuyển sang cái quần, đúng không ạ? Cái quần bạn không bán được, bạn chuyển sang gì ạ? Đồ ăn. Chẳng có vấn đề gì cả. Còn nếu mà siêu đỉnh cao ấy, thì tôi ngưỡng mộ. Nói chung mỗi một quốc gia nó có một cái cách siêu khác nhau, nhưng mà người Việt Nam không phải là quốc gia bán giỏi về siêu. Mặc dù người Việt Nam rất là làm thương mại rất là tốt, bởi vì nền sản xuất của Việt Nam không tốt bằng thương mại. Tức là xét trên góc độ nền kinh tế nhá, nếu mà cha đẻ của các thể loại bán lẻ thì phải nói đến người Ấn.
Người Ấn bây giờ người ta vẫn giữ một cái phong cách bán hàng rất hay. Người Ấn người ta bán hàng cực kỳ nhiệt tình, và đàn ông Ấn, nam giới người ta bán hàng cực kỳ khéo luôn. Còn Mỹ bán hàng kiểu khác, châu Âu bán hàng kiểu khác, nó từng cái văn hóa từng quốc gia. Nhưng đối với người Việt thì các bạn nên học người Trung Quốc và người Ấn Độ về bán hàng, về phong thái bán hàng. Họ bán hàng rất tốt, nhiệt tình khủng khiếp luôn. Đợt tôi đi Dubai, mình chỉ đang đứng lờ vờ này thôi, đứng trước cửa hàng nhà nó, thế mà nó thịt được mình đấy. Mặc dù là mình không có ý định mua một cái gì luôn, nhưng mà vì nó bán hàng quá đỉnh. Mình đã là thằng bán hàng đỉnh rồi, nhưng mà gặp thằng đỉnh hơn. Cứ đang đứng lơ vơ này, nó chạy ra khoác vai, hey buddy, đấy, chào anh bạn, vào đây làm cốc nước cái đã. Chưa kịp từ chối, bố đã kéo vào đến cửa hàng rồi, lấy ghế ra cho ngồi, lấy nước mát cho uống. Xong bắt đầu hỏi xung quanh cửa hàng có thích cái gì không? Bảo không, tao không thích cái gì đâu, tao chả thích cái gì cả. Tao chỉ có tiền mà thích, chả thích cái gì cả. Kệ, cứ mồm mình không thích, nhưng mà nó cứ đã lấy hết bao nhiêu thứ đặt trước cửa cho mình xem rồi. Nó bán khéo cực kỳ luôn, nó phải nói thực sự nó bán hàng rất khéo. Mày thử cái nước hoa này đi, mày thử cái bộ đồ của bọn Ả Rập của bọn tao đi. Bọn Ả Rập nó có cái đồ mặc dài dài như này, xong có một cái khăn quấn như này. Đấy. Thế xong bắt đầu nó lấy ra, nó cho mình thử. Xong nó bảo đưa điện thoại đây, chụp cho mình cái này, đẹp không? Tuần nó rất khéo, nó không để cho mình một cái khoảng trống nào để cho mình phải được nghĩ cả. Tấn công liên tục. Thế xong bắt đầu nó hỏi là thế mày thích cái gì rồi? Chứ nó không hỏi là mày có mua gì không nhá. Nó hỏi thế mày thích cái gì rồi tao lấy cho. Tao không thích cái gì cả. Xong mặt nó buồn lên, buồn thiu luôn. Nó bảo là thôi tao nghĩ là mày nên mua cái này làm quà tặng, vì mày đã sang đất nước tao. Mua cái khăn cuốn đầu, cái khăn kẻ caro mà mình vẫn hay thấy ở trên truyền hình đấy. Xong bắt đầu nó cuốn cho mình như thế. Rẻ lắm, nó đồ tàu nó chỉ có tính ra tiền Việt đó, nó khoảng độ 300.000 cái khăn đó. Thì ok, thế mình cuối cùng mà nó vẫn thịt được mình một cái khăn đấy. Nó bán khéo cực kỳ luôn. Người Việt mình không bán được kiểu gì. Người Trung Quốc bán hàng rất giỏi. Người ta nói là quân sự như Mỹ, thương mại như Âu. À xin lỗi, nói nhầm. Người ta nói là cơm tàu vợ Nhật nhà Tây này. Đấy, cơm của người Trung Quốc rất là ngon. Vợ là người Nhật, người ta rất là khéo đảm. Nhà thì nhà Tây nó đẹp. Người ta nói là kinh tế như Âu, quân sự như Mỹ. Đọc là cho vần này. Của nó là kinh tế như Mỹ, quân sự như Âu và thương mại như tàu. Đúng rồi. Đấy. Tức là người Trung Quốc người ta làm thương mại rất giỏi. Họ có thể không nghĩ ra iPhone 8, nhưng mà họ sẽ sản xuất iPhone 8 trong một tháng nữa. Đồng ý không? Bán nó giá bằng 1/8. Thế là anh em thích rồi. Đấy, bản chất của việc bán hàng là nó phải ở sản phẩm, nó phải ở giá. Việc bán hàng sẽ bắt đầu khi khách hàng từ chối, nhớ nhá. Cho nên là cái nguyên tắc này tôi muốn động viên các bạn là đừng có gì buồn chán cả. Kệ nó, bởi vì mình mặc định là gặp thằng này kiểu gì nó từ chối. Thế mà mình chốt được thì mình mới là đỉnh. Chứ lại đến cứ hồi hộp không biết anh ấy có mua hay không nhỉ. Không phải hồi hộp, kiểu gì nó chẳng từ chối. Thì vấn đề là mình sẽ phản ứng với cái lời từ chối như nào. Rồi, đấy, phải yêu mến khách hàng đúng không? Quý trọng khách hàng, tôn trọng khách hàng. Bởi vì khách hàng là người cho mình tiền, khách hàng là thượng đế, được chưa? Đấy, luôn chỉ có một số ít các lý do khách hàng mua hàng, nhưng lại có rất nhiều lý do để khiến khách hàng không mua hàng. Có đúng không ạ? Kiểu gì các bạn đi mua quần áo mà kể cả anh Phan Anh bán nhá. Đấy, tư vấn cho mấy bạn gái xinh đẹp ở đây, em dáng này em mặc màu này vào đẹp lắm. Mặc vào vẫn cảm thấy em hơi thấy hơi rộng, đúng không ạ? Rồi em cảm thấy màu hơi tối. Nó đủ các thể loại, bởi vì đấy là cái phản ứng của khách hàng. Bảo không, nó không rộng, nó anh thấy rất vừa đấy. Mà mặc tôn dáng ấy, đúng không ạ? Màu này anh thấy rất là hợp với em trắng trẻo, màu này đẹp.
mặc dù nó đen như tạm thất luôn. Nói đùa thì thôi, tư vấn phải thật, nói đùa vui. Tức là mình sẽ có cái sự chuẩn bị với những cái câu trả lời, cái câu phản ứng của khách hàng. Chứ nó mà đen mà em lại bảo nó em trắng, thế thì ý là mày chơi tao à, đúng không? Bà đang mát tiết này, muốn rảnh rỗi à? Nó chả tóc máy lên nó úp sọt cho. Ok, như vậy là mình khi mà mình biết được cái chuyện này thì mình phải có Q&A. Đúng không? Q&A là gì? Chính xác, question and answer, đúng không? Tức là mình phải biết là những câu hỏi khách hàng sẽ thường hỏi có luôn câu trả lời. Nó bảo cái này còn sai không? Hết. Đúng không ạ? Đấy, nó bảo là cái này như thế nào, giá bao nhiêu, có dưới khuyến mại giảm giá không? Trả lời pop. Thì mình mới là chuẩn. Nó cứ đợi em tí em check, đợi em tí em check. Thế khách người ta sẽ không thích. Rồi thì nó bảo là gì? Ừ, anh thấy học ở bên kia nó xin hơn mà rẻ hơn bên em. Bảo không phải đâu. Thế anh ở đâu đấy, anh nói thế không phải. Em vừa ở bên đấy về như ổ chuột ấy. Đấy, đây này, em còn quay hình cho anh xem này. Làm sao không phải? Thì mình phải biết chính xác tất cả các vấn đề để mình xử lý khách hàng. Thế rồi khách hàng họ luôn luôn so sánh, đúng không ạ? Anh thấy bên kia rẻ hơn, bên kia đẹp hơn, bên kia nhiều hàng hơn. Thì mình phải biết câu trả lời để phản hồi các từ chối. Hãy sẵn sàng với những lời từ chối, ok. Không có vấn đề gì cả, tập quen dần đi. Kể cả đi tỏ tình cũng thế nhá. Nó từ chối không có vấn đề gì cả. Bởi vì nếu mà mình yêu cô ta thực sự thì cô ta có thể từ chối mình 10 lần không vấn đề gì cả. Được chưa ạ? Tiếp tục chinh phục bao giờ được, xong mình bỏ. Đấy. Cứng hơn quả trứng gì nữa. Cái kiểu mà theo tình chạy mà chạy tình theo ấy, giống con chó ấy. Cho nên ấy, mấy chị em ngồi ở trong lớp này, nói thằng nào nó mà hỏi thì ừ đi, không là gặp toàn cái thể loại mà nó học phát anh này, nó lại tán cho bằng đổ si mê bằng chết, nó bỏ. Bỏ đấy nguy hiểm, tránh xa bỏ đấy ra nhá. Nói vui đấy thôi. Rồi, làm hài lòng khách hàng. Ở đây một cái nguyên tắc tôi rất là thích đấy là hãy nói chuyện bằng ngôn ngữ của khách hàng. Tức là bạn sống trong thế giới của họ. Nhưng tất nhiên bạn sống theo cách là bạn phải trải nghiệm, chứ không phải bạn sống ảo. Thí dụ như tôi chẳng hạn, bây giờ tôi không thể nào sống trong thế giới của một người ta đi xe Rolls Royce được. Tôi không thể có điều kiện sống như thế được. Bởi vì các bạn biết là mua một chiếc xe Rolls Royce nó khoảng độ 30 đến 40 tỷ. Như vậy là người ta phải có số tiền gấp như thế nhiều lần nữa. Thì tôi không thể sống trong thế giới đấy của họ. Nhưng tôi sẽ cố gắng nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ. Thí dụ họ sẽ quan tâm đến chứng khoán, họ sẽ quan tâm đến đầu tư, họ sẽ quan tâm đến bất động sản, họ sẽ quan tâm đến gold, họ sẽ quan tâm đến sức khỏe, còn họ sẽ quan tâm đến du học. Ok, tôi sẽ chọn một chủ đề và tôi mạnh về chủ đề đó, tôi sẽ nói. Ví dụ du học, gặp tôi là họ sẽ thua. Đúng không ạ? Bởi vì tôi đang du học. Họ, tất cả mọi thứ họ sẽ hơn tôi, nhưng mà cái thứ họ quan tâm là con họ đi du học ở đâu thì họ sẽ thua tôi. Đồng ý không? Đấy. Thì mình phải nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ. Ví dụ như chẳng hạn như tôi nhé, là trong một cái bữa tiệc mà đi tiếp khách. Đấy, hoặc là mình ngồi nói chuyện với khách. Có 5 người đàn ông và 4 người kia hút thuốc thì tôi sẽ phải hút thuốc. Bởi vì nếu không ấy, người ta sẽ không thích tôi. Còn tôi không phải là một người nghiện thuốc. Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Thế nhưng mà trong bàn nhậu đấy, họ hút xì gà là tôi biết cầm xì gà như nào cho nó chuyên nghiệp. Tức là mình xem video, mình xem người ta cầm và mình hút. Và mình cũng học về xì gà này, nhãn này, xịn đấy, bao tiền. Còn mình không có tiền mua. Thầy nói thật với các bạn là thầy không có tiền mua xì gà để hút đâu. Nhưng mà thầy biết điếu đấy bao nhiêu tiền. Đúng không ạ? Bạn chỉ cần biết thế thôi. Tại vì khách hàng của mình bây giờ rất nhiều người giàu có. Cái hôm đấy tôi đến tôi tư vấn cho anh ấy cái. Anh ấy, ôi, Phan Anh hay thế. Cái này rất ý này rất hay. Anh thưởng em điếu xì gà, điếu này độc đáo lắm ấy. Anh phải thế này thế kia, 2 triệu đồng vân vân, kiểu thế. Đắt lắm ấy, hút đi. Bảo vâng, em xin.
mình ngồi đấy mình cũng vắt chân, cầm whisky và uống hút xì gà như người ta. Mình phải sống trong thế giới của người ta. Nhưng mình sau khi mình đấy là mình phục vụ vì công việc, còn về nhà thì mình phải sống trong thế giới của mình. Vì rất nhiều người bị nhầm lẫn, đi bán hàng cứ gặp toàn bọn kia, xong về cứ nghĩ mình như thế, sẽ thành ra cứ lênh phênh như thế. Sao không có tiền đâu. Tôi không hút thuốc, chưa bao giờ tôi nghiện thuốc lá cả. Nhưng mà trong bàn tiệc họ hút ba số là tôi hút ba số, họ hút xì gà là tôi hút xì gà. Xong họ rất ngạc nhiên, thế anh không thấy em hút thuốc bao giờ cả. Vâng, em thấy vui cùng các anh em hút điếu. Chứ người ta rất là thích, người ta thích cái người hòa đồng kiểu như thế. Đúng không ạ? À, cái bọn nghiện là mệt đấy. À, họ hút thuốc phiện thôi. Ừ. Nó đưa cỏ ra nó lại cho em một bi. Đúng không ạ? Xong thì đưa lắc cho cắn chết. Cái nó phải có chừng mực. Không, nó phải có chừng mực. Ví dụ như là chẳng hạn đối với thuốc lắc là các bạn phải từ chối. Kể cả không bán hàng thì thôi. Có những cái ranh giới mình không nên bước qua. Bởi vì khi mình bước qua mình sẽ không còn là mình nữa. Đúng không ạ? Bạn kiếm được tiền một đơn hàng, bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà bạn nghiện ngập rồi bạn vi phạm pháp luật, bạn phải trả giá bằng tiền bạc, bằng sức khỏe và bằng kể cả đi tù. Không. Thôi, em không bán đơn này. Em về em đi bán cái khác. Đúng không ạ? Mai cùng lắm em lại đi bán giày. Đúng không? Lại chở xe hàng đến nhà một chị kia kìa. Thuốc lá mình có thể chấp nhận được vì thầy nói với các bạn nghe mà, tầm này rồi thì trừ ma túy là mình vẫn có thể nghiện. Chứ còn thuốc lá mình không thể nghiện được. Bản lĩnh tầm này rồi mà còn hút điếu thuốc mà còn nghiện thì chết à? Có đúng không ạ? Không sợ. Sống trong thế giới của họ. Nhưng chỉ lúc đấy thôi. Nhiều ông về mơ tưởng mình ngày mai mình sẽ cao xa cuộc sống như thế. Chết. Có những thằng nó bị như thế. Nó nghĩ là nó làm những việc ghê gớm lắm. Thì những cái nguyên tắc như thế tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thực ra những nguyên tắc này các bạn có thể tìm thấy đâu đó ở trong một vài cuốn sách. Tức là một cái nguyên tắc này trong cuốn sách này, một cái nguyên tắc này trong cuốn sách kia. Thì thực ra tất cả các bài giảng này tôi soạn cho các bạn đều là tôi viết chỉ 30 phút rồi xong. Tôi viết cái mind map này chỉ 30 phút rồi xong. Bởi nó giống như người ta nói là bán hàng như hơi thở ấy. Thế là nó là kỹ năng bản chất của tôi rồi. Tôi không có gì phải nghĩ và để viết lách cho các bạn cả. Cứ thế là tuôn trào, tôi nghĩ là cái này cần cho các bạn, cái kia cần cho các bạn. Thế thôi. Thế còn các công cụ để giúp cho các bạn tiếp cận khách hàng thì có rất nhiều công cụ. Thì đây là một số những công cụ mà tôi muốn hướng dẫn các bạn cách làm. Đấy. Thứ nhất là Google, đúng không ạ? Vâng, bạn có thể search Google, bạn tìm website, email, số điện thoại của khách hàng, search Facebook của khách hàng, có đúng không ạ? Tìm được không ạ? Tìm được. Ông bán bất động sản, ông có một cái số điện thoại trước khi ông gọi thì ông phải làm gì? Search Zalo, ông phải search Facebook, ông phải search web xem là cái số này nó ra cái gì. Để làm sao? Để tìm thêm thông tin về người ta. Ví dụ muốn bán hàng cho anh Phan Anh, lên Facebook biết ông này là giám đốc kinh doanh, làm đào tạo, ông này có website, ông này có kênh YouTube. Vào xem, hiểu hết tính cách của ông này. Nhìn profile, xem cách ăn mặc, đúng không ạ? Xem cách nói chuyện như thế nào. Đấy. Bắt đầu tiếp cận. Inbox. Anh ơi, em là A, em là B. Em đã xem hết kênh YouTube của anh rồi. Em rất thích các bài giảng của anh, thề luôn chưa xem phát nào. Được chưa? Đấy. Sau khi xem, anh em học được rất nhiều điều. Anh là chuyên gia hàng đầu về marketing online. Đúng không ạ? Em có vấn đề này em xin phép được gặp anh. Thằng nào nó từ chối em? Đúng không ạ? Em nâng nó lên như thế thì thằng nào nó từ chối em? Thế lại alo. Em là Phan Anh, em ở bên Vinhome. Anh bận nhá. Có đúng không ạ? Cúp máy ngay. Xong thì anh ơi, em ở bên ngân hàng. Anh có làm thẻ ngân hàng không?
và anh làm anh có một rổ rồi thì em tặng anh thêm thế nào đấy cả. Gặp anh quá chuối luôn. Và không, anh em đang giới thiệu anh thẻ tín dụng. Và thẻ tín dụng của em chính là credit card gì? Chính là vay tiền trước trả tiền sau gì? Và vâng đúng rồi anh ạ, anh biết cái đấy hả? Ừ, anh có 10 cái rồi. Các khách hàng VIP của em đang tiếp cận họ không thiếu thứ gì cả. Bọn em bị nhầm lẫn đấy. Những khách hàng đấy họ không thiếu thứ gì cả. Vấn đề là em cho họ cái gì mới hơn thôi. Để người ta thay đổi, để người ta bỏ cái cũ đi thôi. Chứ còn em nghĩ là giải pháp của em là duy nhất nhá. Thì nó lại đơn giản. Cái gì em bán bây giờ khách cũng có rồi. Có đúng không ạ? Quần áo thì khách đang mặc rồi, nó có thiếu đâu. Nhà thì nó cũng đang ở rồi, nhà trọ, đúng không ạ? Ừ. Xe ô tô nó cũng có rồi, biết BRT. Nó thiếu cái gì đâu mà. Nhưng cái khó đấy, để người ta phải đổi cái 7 này sang cái 8. Đấy là cái mình thuyết phục. Nó mới khó. Đúng không ạ? Hãy nhớ cách tiếp cận này là cách tinh tế lắm. Mà bây giờ online nó cho phép bạn có quá nhiều cách để tìm ra một con người. Hãy dành thời gian cho họ theo kiểu như thế. Đôi khi chúng ta kiểu như là bản thân tôi cũng thế, bây giờ mải miết đi tìm khách hàng mà quên mất rằng là thực ra khách hàng đang lù lù trước mặt mình. Mình cứ đi tìm, chẳng thấy đâu cả. Nhưng thực ra họ lù lù trước mặt này. Ví dụ, khách của mình tiếng Anh, đúng không ạ? Là các phụ huynh cho có con học V-School, chuẩn đét luôn, không trượt vào đâu cả. Thế thì vào cái hội group, là hội phụ huynh V-School. Đấy. Cứ thấy mẹ nào post bài phát vào dò Facebook, kết bạn xong xem hết tất cả những cái thứ đấy. Để vào comment. Là quen đấy mà. Chưa bán cái gì cả. Nha. Chưa lại inbox chị ơi. Em là có chương trình tiếng Anh giảm giá. Vâng. Nó đăng một cái bức hình đi. Nó đi từ thiện. Ừ. Cảm ơn chị. Nhờ chị mà có những mảnh đời được cứu rỗi. Đấy. Chả liên quan đến mình à. Hiểu không? Tôi hỏi các ông nhé. Tôi khen thế là tinh tế hay không tinh tế? Khách có thích không ạ? Quá thích luôn. Tự dưng nó không cần biết thằng này là ai. Nó rất tò mò, nó phải vào nó tìm. Thấy profile quá chất, kết bạn luôn. Một khi đã thích rồi thì bán nó sẽ rất dễ. Đồng ý không? Ý nữa tôi sẽ bán sản phẩm của tôi. Không, đấy thực sự là cách chúng ta sẽ bán hàng đấy. Đấy thực sự là cách chuẩn đấy. Bản thân tôi bây giờ đi tìm khách hàng cứ phải cao data. Nhưng quên mất rằng là thực ra khách hàng ở rất gần mình thôi. Hãy gọi, đúng không? Số điện thoại. Khai thác danh sách nóng. Danh sách nóng là ai? Mở ra sẽ tìm hết cái data danh bạ này, xem ai là người có thể mua hàng của mình và hãy mời người ta trước. Trong nó gọi là nghề telesale thì nó chia ra danh sách nóng, danh sách ấm, danh sách nguội và danh sách lạnh. Thực ra cái thuật ngữ là nóng, ấm, nguội, lạnh này là thực ra là một cái thuật ngữ là do bọn sale nó đặt thôi. Nóng tức là như này này, nóng tức là gọi phát là có khi ăn ngay đấy. Đấy thì nó là nóng. Ví dụ như này gọi là nóng này. Hôm nay tôi có data của lớp mình. Tôi bảo với các em là thầy là có chương trình đào tạo online marketing, đúng không ạ? Các em học sale rồi. Đấy, đã được đào tạo rồi thì online marketing cũng rất là cần trong công việc nữa. Đấy thì với các em thì thầy sẽ giảm giá 30-50%, ví dụ thế. Chương trình như này như kia thì đấy là danh sách nóng. Thế còn bây giờ lại đi mua data của một trường đại học. Đấy, ok, đi mua gọi em ơi, thầy là Phan Anh, thầy bán Facebook marketing. Thầy không? Chẳng quan tâm. Thì 100 số em gọi, may ra có một số người ta quan tâm. Nguội mà. Đúng không ạ?
Thế nhưng mà đấy là lý do tại sao mà sale nó phải có phễu, rồi nó phải có quy trình, nó phải có những cái bước làm gì thế. Số điện thoại nhá, bạn có thể lượm nhặt, sưu tầm, mua bán, trao đổi copy, được chưa? Tiện đây giới thiệu với các bạn, tôi đang sở hữu vài triệu số điện thoại trong tay, data rất nhiều các thể loại nhá. Ai mua tôi gọi không cho, đúng không ạ? Các bạn thấy là tôi có cần thiết phải cho các bạn không? Tôi bảo có đi chứ không, rốt thế. Nhưng về nguyên tắc là tôi không cần thiết phải cho. Ví dụ như là bảo, thầy ơi sao thầy lại lỡ như thế, bọn em còn khó khăn như này. Đấy mới là tầng đẳng cấp của bọn sale. Thầy ông bảo là ông ấy có cần cho không, cũng thuê hòa hùa theo ông ý là đúng không cần. Đấy chưa, bị định hướng mà. Bị định hướng, thằng bán hàng nó kinh lắm. Nếu mà nó hiểu khách hàng, nó sẽ thuyết phục được khách hàng theo cách như thế. Dẫn dụ, đi từ chỗ này đến chỗ khác. Được chưa, sau khi có số đấy, bắt đầu là SMS, Telesale, Ad Zalo, tìm Facebook. Đấy là cái cách mà chúng ta khai thác số điện thoại. Và hiện nay Telesale vẫn là một trong những cái phương pháp bán hàng tốt trong nhiều sản phẩm. Trong nhiều sản phẩm, các bạn thấy nhá, như là bất động sản hay ô tô nhá, hay là bảo hiểm nhá, hay là y tế nhá, hay là các cái thực phẩm chức năng nhá, nó vẫn dùng phương pháp telesale rất nhiều. Telesale quan trọng nhất là data phải ngon, phễu phải chuẩn, gọi phải ngọt ngào. Vì nhá, tôi nói các bạn nghe, sản phẩm của tôi là sản phẩm cao cấp tiếng Anh ấy. Vì là tôi gọi để tôi làm telesale, tôi phải mượn một số điện thoại là 098 688 từ quý năm để tôi gọi cho khách. Mà tôi gọi, các bạn tưởng tượng là gọi dùng cái số đấy để gọi telesale ấy, thấy cuộc gọi nhớ là khách tự gọi lại. Bán hàng nó phải cũng là telesale nhưng mà phải đi lấy cái số đấy về để gọi. Cái số đấy không có tiền mua, phải gọi ra một thằng em học trò đấy, nó chuyên sim VIP, nó sở hữu những cái số khủng khiếp luôn, phải 5 tỷ một số. Gọi biết là nó sở hữu cái số nó đang dùng là 012 và 8 con 9 còn lại. 012, 8 con 9, nó bảo con này nếu mà ai mua thì em đẩy đi khoảng 4 tỷ là bán được. Gọi số đấy, có các bạn có bắt máy không? Sợ nhờ? Quá sợ luôn, từ Ngọc Trinh gọi. Số Ngọc Trinh, Ngọc Trinh đấy. Số Ngọc Trinh là 13 tỷ. Cái số SIM. Thế mình bảo, nó bảo là thế anh lấy số nào, thôi mày cho anh cái vừa thôi. Chứ còn nếu mà nó đưa cho một cái số là 6 con 8, và thôi số này gọi sợ khách không dám nghe. 6 con 8 thôi, 88 từ quý năm là được rồi, đỉnh rồi, quá đỉnh. Số đấy bây giờ nếu mà các bạn mua nó phải cỡ 100-120 triệu. Đấy, Facebook đúng không ạ? Các bạn có thể tìm Facebook, kết bạn, tìm hiểu khách hàng, comment, inbox, chat, chạy quảng cáo, bán hàng trong group. Trong group có thể tìm data, có thể group của mình, group của thằng khác, phát triển group. Có thể thu hút khách hàng bằng chính Facebook cá nhân của mình, đúng không? Năng đăng bài, năng viết chia sẻ. Đấy, tối nay học được cái gì hay về viết chia sẻ, tắt thầy vào. Thì để làm gì? Để bọn nó biết là mình có đẳng cấp. Đấy là content mình phải share. Chứ thời bây giờ là cái thời cuộc mà áo gấm đi đêm mà không ai biết đâu. Nghe chưa? Thậm chí có mấy thằng mà tiễn bạn đi nước ngoài ấy, ra sân bay chụp ảnh ấy, tạm biệt Việt Nam. Thực ra là chỉ đi tiễn bạn thôi mà. Thế nó tạm biệt hộ thằng kia. Kiểu bọn nó sống ảo quen mà.
Thế nhưng mà mình cũng phải thật một tí. Đấy, tất cả những kỹ thuật online on lủng này nha, gặp tôi đấy, chuyên sâu luôn, cho các bạn cả một bộ dạy từ A đến Z. Đấy. Từ hôm, lúc vừa đấy tôi có các bạn hỏi là tôi bảo là dạy từ zero to hero, từ trắng tinh luôn để trở thành chuyên gia. Tiếp tục, email marketing, đúng không ạ? Một số ngành vẫn ok, nhưng không phải ngành gì cũng ok. Làm gì? Sưu tầm data, mua bán xin cho data. Data ở đây là cái gì? Email, đúng không? Ngồi nhà bắn bùm bùm bùm, sử dụng email marketing, đúng không ạ? Chào các bạn, đúng không ạ? Tôi có sản phẩm này, chào các bạn, tôi có sản phẩm kia, hướng dẫn công dụng này, công dụng kia. À, thế thì làm thế nào thì lại bởi khác học chương trình khác. Chương trình sale của HRP là không dạy những cái chương trình này các bạn nhé. Đấy, thì hôm trước có trao đổi với các bạn là bạn gì trưởng bạn Tiến ấy, ở bên HRP, các bạn nói là anh có thể hỗ trợ các bạn học viên bên em bằng cách là dạy chương trình online cho các bạn ý. Đấy, và hỗ trợ các bạn về học phí vân vân. Thì cái này là bên phía HRP là với tôi là có thống nhất rồi, chứ không phải là tôi có ý bán chéo đâu nhá. Bởi vì tôi rất là tôn trọng đối tác, bởi vì không có các bạn tôi vẫn sống khỏe. Đấy, thế nhưng mà có các bạn thì sống khỏe hơn. Đồng ý không? Quá đồng ý đi nữa. Tiếp tục, diễn đàn. Đấy, thì trong rất nhiều ngành hàng thì diễn đàn ok, không cần thiết phải có web. Thí dụ như là mấy bạn ấy bán cái phụ kiện ô tô ấy, bạc phủ rồi thì cái lọ, cái chai gì đấy, cứ chỉ lên ô tô Phan Giao, ngày có vài đơn, không giàu được nhưng mà đủ vậy là cuộc sống ấm no hạnh phúc, đúng mục tiêu của xã hội chủ nghĩa. Ấm a, ngày 3-4 đơn ấm a, rất ổn, làm nhà nước lương khoảng 10 triệu, ngày thêm vài đơn ở trên mạng, rất ổn. Đấy. Diễn đàn thì mình phải sell, mình phải tạo các cái chủ đề lên đấy. Thí dụ như là các mẹ hỏi là đi học ở chỗ này có tốt không? Bắt đầu vào trả lời chỗ này thì như này, chỗ này thì như kia, nhưng theo em thì nên đến chỗ này. Mình không cần giới thiệu về mình. Cái kỹ thuật sitting nó là phải thế. Nó phải thích đã, nó phải tin đã, phải tạo giá trị, tạo niềm tin đã. Bây giờ đến phát đầu tiên mà dạy, mà bảo là mời tất cả các bạn về trung tâm tôi học online marketing, bạn tin không? Không. Nghe mấy tiếng rồi thấy ok, thấy tin tưởng, thuyết phục rồi thì lúc đấy mình mới dễ đi theo. Cũng diễn đàn cũng thế, rất nhiều bạn làm online bây giờ cứ vào phát là đổ quảng cáo luôn. Là bên em có cái này, bên em có cái kia, người ta mua. Mình phải xem đấy, khách người ta hỏi thế này, bắt đầu tư vấn trò chuyện với người ta. Ngày xưa tôi hơi bị cao thủ luôn, bây giờ chẳng qua là không phải là mình không cao thủ nữa, mà bây giờ là mình làm vị trí